Cô mở quà đây nào. Hello. Hai đứa. Cô sắp vào đây đi được. Hai thầy cho. Hỗ trợ thầy cô trong cái việc là bài vở của các con luôn luôn có những cái clip rất là sinh động để thầy cô có thể nghe rõ được các con đàn như thế nào. Thì trải qua những cái khó khăn thì chúng ta vẫn gắn kết với nhau và cô cảm thấy là các con trưởng thành lên dần trong cái tính cách cũng như là âm nhạc. Cảm ơn gia đình.